Em mới cưới được 6 tháng. Thế nhưng mà nhà chồng em cứ loạn cả lên, bắt em đi khám. Thế còn chị? 10 năm. 10 năm á? Ủa? 10 năm mà sao trông chị vẫn bình thản đấy? Ở quê em ấy, lấy chồng mà chậm 1-2 năm thôi là không yên với các cụ rồi. Chưa kể là phụ nữ thì phải có đứa con, nếu không á thì có ngày chồng chán. Em làm nghề gì? Em ở nhà cơm nước thôi ạ. Thế á? Vâng. Sao em không tìm cho mình một công việc, ít ra thì có thu nhập cho bản thân, rồi còn được giao tiếp với xung quanh. Thế sau này kể cả khi có con rồi, nhỡ có những lúc cơm không lành canh không ngọt, mình còn có đường lùi chứ. Em thấy chả việc gì phải thế cả. Việc của chị em phụ nữ ấy là ở nhà lo cơm nước, con cái, nhà cửa. Chứ việc gì phải kiếm tiền, cũng chả việc gì phải lo công to việc lớn cả. Em thấy em bây giờ đang sướng mà.